Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, là một ngày cuối năm rất là đẹp trời. Đồng thời cũng là ngấy nhỉ? 30 tháng 12. Hôm nay cũng là 30 tháng 12 dương lịch, cũng là ngày cuối năm. Thì rất là cơ duyên khi được biết tới anh Ba, vườn lan Ba Xỉn tại Bến Gỗ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay anh Ba cùng với các anh em lên đây tham quan và chơi với Tùng, thì có giao lưu với anh Ba là một khi là năm cái chắc có gì, một khi người đẹp không tin, và 50% cổ phần cái đôi mắt Pleiku và 50% là cổ phần khi Bắc. Thì em không biết nói nhiều hơn, thì biết cảm ơn anh Ba và kính chúc anh Ba luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, và sắp tới đây sang năm mới 2023 thì luôn được hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Rồi đây đó đây, thì trên ấy thì anh Ba đến nhờ giao lưu với em, thì để lại hai cây 50%, thì em sẽ mong cho em trồng cây thành công tốt quá, anh em sẽ ngu đến vậy bạn. Đấy, qua gần vào đây, qua gần vào đây cho nghe nghe. Đấy, ý anh Ba là giao lưu là một ký bỏ duy, một ký không tên, thì anh sẽ cầm hai ký này về chăm. Còn lại là cái ký 50% ký đôi mắt Pleiku và 50% ký kinh Bắc, thì là để lại vườn, để lại vườn Tùng chăm, để sau này nhân giống và cùng làm kinh tế cho hai anh em. Mọi người hãy chia sẻ bài viết và dành cho những lượt like, lượt comment cho hai anh em nhé. Và Tùng với lại anh Ba Xỉn kính chúc cho các anh em yêu hoa lan luôn mạnh khỏe, luôn giữ vững niềm tin, và chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Rồi cứ anh em cứ đam mê nhiệt huyết. Ok anh Ba. Dạ. Ok. Rồi ok anh Ba lại cầm máy anh Ba. Em cầm máy anh em, cầm máy của em nói chuyện với mọi người một chút. Hello mọi người. Hello. Hôm nay thì anh Ba với các anh em lên chơi, sau đó anh Ba chốt mấy mặt hoa VIP và siêu VIP, Bảo Duy, Không Tên, Pleiku và Kinh Bắc. Giờ anh Ba chỉ còn thiếu mỗi cái là Long Khánh thôi. Xin chào 79 người sắt đang xem live của Tùng nhé. Lúc này là 2 giờ kém 20 mà mọi người vẫn còn xem như thế này là quý lắm rồi. Cảm ơn bác Bình Ngô nhé. Chào bác Nguyễn Diệp Sơn. Chào xuống xác hả? Để lấy cái máy khác đọc cái comment. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Anh Ba là một người đam mê hoa lan và anh sung sướng nha, và anh tới vườn của Tùng mà Tùng không có biết luôn. Tới nơi thì anh Ba mới gọi là vườn lan Thanh Tùng à. Nay tôi tới chơi, bắt đầu xong ăn tới cái ăn quốc luôn. Bên thành phố giờ Dĩ An có em trai đó. Mọi người thấy chưa, hôm nay anh Ba chốt một cái kỳ Bảo Duy này, một kỳ người đẹp không tên này, một kỳ đôi mắt Pleiku này 50% và 50% cái kỳ kính Bắc này. Cảm ơn Hiếu Nguyễn nha, cảm ơn Long Đỗ, chào Phong Lê nhé, cảm ơn Hoàng Dũng, Dũng Hoàng, cảm ơn Trần Đức Phát nha, cảm ơn Minh Trường Nguyễn, chào Nguyễn Như Ngọc nhé. Đó thì anh Ba tới mà mình cũng khá là bất ngờ nha. Anh tới thăm vườn bảo xem trên live thấy cây rất là đẹp, cây rất là tươi tốt. Tùng chăm cây anh thích cho nên là anh tới tham quan cái là xong anh làm một bộ luôn. Đúng ra là phải luôn một cây Long Khánh nữa là đủ luôn. Là Bảo Duy, người đẹp không tên, đôi mắt Pleiku, Kinh Bắc và Long Khánh. Nhưng mà hôm nay anh còn một cái Long Khánh thì giá còn hơi cao, thành ra anh chưa chốt được. Thì hy vọng là sớm muộn gì anh Ba cũng có con giống năm cánh trắng người đẹp Long Khánh. Tùng cảm ơn cả nhà đã dành những tình cảm. Cảm ơn anh Phạm Linh ạ. Cảm ơn bác Bình Ngô. Xin chào tất cả mọi người. Lúc này là 2 giờ kém mà mọi người vẫn còn xem live của Tùng. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Vẫn còn rất nhiều anh em đam mê. Như anh Ba là một cái người mà
mà Tùng chưa có biết anh ở ngoài đời luôn. Thế là anh hay xem live của Tùng thì thấy vườn Tùng trăm cây, trăm cây đạt, và Tùng làm kỳ cũng rất là chuẩn, đặc biệt là chuẩn giống. Tất cả các mặt hoa thì đều nở ở vườn Thanh Tùng hết. Thì anh lên mà Tùng rất là bất ngờ luôn. Cái mình đâu ngờ là một người anh đam mê mà xong anh lên anh chốt luôn là một loạt luôn là Bảo Duy là không tên, Pleiku và Kinh Bắc luôn mọi người ạ. Thì thời điểm này mà không vô nữa là vô cái thứ gì nữa. Sao anh Ba anh sao? Không có, thời điểm này mà không đu đỉnh không bắt đáy vô cái gì nữa. ý anh nói là thời điểm này mà không vô gì nữa. Vô gì nữa? Anh Ba Bình Gôn cây không có hoa à, cây nở hoa rồi Bình Gôn. Cảm ơn anh Phạm Linh ạ. Cây nhà mình là nở hoa hết rồi nha anh em ơi. Cây vườn Tùng là nở hoa hết rồi nha. Đó thì rất là cảm ơn anh Ba đã gửi trọn niềm tin vào em, vào vườn Lan Thanh Tùng. Và tới chơi với em ngày hôm nay. Đặc biệt là anh cũng tự chọn cho mình những con giống đang còn rất là ít. Đang ít, quý, hiếm. Và anh nói là bây giờ tầm này mà không vào thì vào gì nữa. Đúng rồi. Và cái này là anh tự nguyện hay là em ép hay dụ anh? Đâu có, anh đam mê là anh vô thôi, có ai ép được đâu, tiền ở túi mình. Ok không ai lấy được mình á. Ok anh Ba. Tiền không ai lấy được đâu, túi mình. Ok, cảm ơn anh Ba. Đó, mọi người thấy chưa, rất nhiều người đang còn đam mê và còn khao khát những con giống nha anh em. Đó thì thành ra là hôm nay thì cũng là một cái ngày cuối năm dương lịch, thì Tùng không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho tất cả anh em luôn mạnh khỏe, luôn gặt hái được nhiều thành công. Và đặc biệt là hãy vững tin vào con đường mình đã chọn. Và nên nhớ rằng với cá nhân Tùng này, với cá nhân Tùng là Tùng ngã ở phi điệp đột biến thì Tùng đứng lên từ phi điệp đột biến. Tùng không có lá lộc hay là chớp nhoáng hay là đao kiếm. Nói vậy là anh em hiểu nhá. Tùng một lòng một dạ với phi điệp nha anh em nhá. Thì bây giờ xin phép anh em cho Tùng chúc mấy anh em yêu Hoa Lan năm 2023 đạt nhiều thành công, tốt quả nhất, thắng lợi nhất. Ok anh đang hồi hộp. Ý anh Ba là chúc cho tất cả các anh em đam mê hoa lan và muốn làm kinh tế từ hoa lan sẽ gặp được những thành công tốt nhất trong năm 2023. Và đây là những cái mà anh đi trước đến đầu. Từ trước giờ là anh chỉ ở Phú Thọ HO Hồng Yên Thủy thôi, nhưng bây giờ anh đã có con giống Bảo Duy này, không tên này, đôi mắt Pleiku và Kinh Bắc nha anh em nhé. 50% Kinh Bắc, 50% Pleiku, nguyên cây Bảo Duy và nguyên cây không tên. Đó. Cảm ơn. Ok Long Hoàng inbox cho mình nhé. Chào Thiết Trần, chào chú Phạm. Ok Hoàng Ngô Tuấn. Đấy mọi người, thì có lẽ là bây giờ thì mọi người đang yêu quý vào đây nói chuyện với Tùng. Tuy nhiên lúc này thì Tùng xin phép được xuống live để tiếp tục nói chuyện với anh Ba và tính tiền. Tính tiền. Anh em nhá, chào Thiếu Dương nhá. Vừa chốt được Bảo Duy là người đẹp không tên. Rồi 50% đôi mắt Pleiku và 50% năm cái trắng Kinh Bắc. Đó, bây giờ thì Tùng xin phép được xuống live để đến tiền á nha anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em vào chiều tối nay. Tùng sẽ lên live nhá anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.